Nè, Hạnh Đỗ, sau khi mà nói về cái đặc khu kinh tế rồi ha, không ai lên phản biện á, thì giờ tôi trả lời comment nè, tại sao người ta bỏ đi, ác như cộng sản thì ai dám ở, ỷ tàn dân bạn thử hỏi người trong nước, tại sao người ta bỏ đi hả? Nói nghe nè, có biết đại chiến thành Lang Bang không? Thời nhà Hồ biết không? Ừ. Khi mà giặc Minh qua đánh nhà Hồ á, đánh thành nhà Hồ á, vua Hồ Quý Ly thua trận á, thì có hơn hai, có một lượng lớn rất là nhiều người dân Việt Nam bỏ đi đi theo giặc Minh. Ủa, cái đó là bởi tại vì cái gì vậy? Bỏ 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 nước ha, theo giặc Minh qua bên Trung Quốc ở, đó là gì gì? Hử? Đó là gì, đất nước độc ác quá nên sang Trung Quốc ở hả? Hả? Đất nước độc ác cho nên sang Trung Quốc ở hả? Hay sao? Suy nghĩ cũng phải suy nghĩ khôn chứ, sao mà suy nghĩ ngu vậy? Giờ hỏi nha, sống trong nhà với cha mẹ ha, giờ cha mẹ nghèo quá, cha mẹ đói á, cái bỏ nhà ra đi, ra ra ngoài sống riêng. Ủa, xong rồi cái kệ kêu tại cha mẹ ác quá nên mới bỏ nhà đi hả? Sao mở miệng ra nói chuyện ngu vậy? Đã kêu rồi, con không chê cha mẹ nghèo, suốt ngày cứ chê 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 đất nước. Nói cho nghe nè, cứ mở mồm ra khen Hàn Quốc là cái gì à? Thấy Hàn Quốc không, nó theo Trung, nó theo Mỹ mà giờ nó phát triển ghê không? Trời, thấy Hàn Quốc không, nó theo tư bản mà giờ nó phát triển ghê không? Tôi nói cho các bạn nghe ha, các bạn có biết á, Hàn Quốc nó phát triển như bây giờ là nhờ cái gì không? Là nhờ chính sách độc tài của Tổng thống Bắc á. Trong cái thời kỳ mà phát triển kinh tế của Hàn Quốc á, ông ta có 3 điều kiện, Hàn Quốc có 3 điều kiện để phát triển kinh tế. Điều kiện thứ nhất biết là gì không? Là với tư cách là quân chư hầu của Mỹ đi tham chiến, Mỹ sẽ hỗ trợ tất cả những cái vấn đề về thiệt hại và hỗ trợ nguồn lực để phát triển kinh tế. Hiểu chưa? Hử? Là cái thứ nhất, là nó là cái thứ nhất, tiền đã có. Cái thứ hai, quyền. Quyền là gì? Tiền, quyền thế. Quyền thế của nó là gì? Là nó là quân chư hầu của Mỹ cho nên đâu có nước nào mà dám tới xâm lược nó đâu. Hả? Đâu có nước nào đi xâm lược nó. Thì nó tập trung, nó phát triển kinh tế rồi sao nó không giàu được? Còn hàng Việt Nam thì phải gồng lưng lên, co giò co cẳng lên để chống Pháp, chống Mỹ. Chưa kể nữa, chống chống cái thằng anh em ngu ở trong nhà nữa. Hả? Anh em Việt Nam Cộng Hòa ngu ở trong nhà nữa. Ngu dốt, rước giặc Sim nè, rồi hả, rước Úc nè, rước lính Hàn nè, lính New Zealand nè. Thì thử hỏi thời gian nào để phát triển kinh tế hả? Rồi trong cái thời kỳ phát triển kinh tế quốc dân của nó, có biết dân Hàn Quốc nó cực khổ như thế nào không hả? Tổng thống Bắc á, ổng cử người đi du học để học hỏi cái trình độ tri thức của nước ngoài, nhưng mà học rồi là phải về nước để phát triển đất nước, mà phải ăn lương ba cọc ba đồng. Còn người dân nước nó cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Qua bên Hàn Quốc đi, hỏi người Hàn Quốc trong thời kỳ phát triển kinh tế họ sống cơ cực như thế nào. Cơm ăn một bữa không đủ, một ngày làm mười mấy tiếng đồng hồ. Mà tất cả những cái sản phẩm và kim ngạch kinh tế đều tập trung vào để phát triển kinh tế quốc dân, để phát triển sản xuất. Nhưng mà sao? Dưới cái chế độ độc tài như vậy, người Hàn Quốc họ vẫn chịu đựng, họ vẫn hy sinh, bởi vì họ biết đặt cái lợi ích của dân tộc lên hàng đầu, họ không có vì cái lợi ích riêng của bản thân. Còn dân Việt Nam như thế nào? Nhìn lại đi, trong cái thời mà cả dân tộc chống Pháp á, đuổi được Pháp đi á, thì lại về ăn hôi.
rồi, chống thực dân rồi. Nào là Anh nè, Nhật nè, Pháp nè, thằng nào cũng bay vào à, cướp nước, giày xéo nhân dân. Cả nước đã đứng lên để kháng chiến rồi, khó khăn lắm, năm 54 mới đuổi được Pháp, mới giành được độc lập. Diệm á, Ngô Đình Diệm á, về nước, vừa đuổi được Pháp là chạy về nước liền. Cộng sản vừa đuổi được Pháp là chạy về nước liền. Về nước là làm cái gì? Làm gì đầu tiên? Hất cẳng quốc trưởng Bảo Đại, tổng tuyển cử lên làm tổng thống, thay đổi tên nước là Việt Nam thành Việt Nam Cộng Hòa. Trong lúc đó, ngoài vĩ tuyến 17 á, Phạm Văn Đồng biết bao nhiêu là lần gửi công văn kêu gọi là hòa hợp dân tộc thống nhất đất nước. Nhưng mà ông ta bao nhiêu lần từ chối, 5 lần 7 lượt đều từ chối. Từ chối từ trước khi mà ông ta lên tổng thống cho đến lúc khi mà ông ta tổng tuyển cử xong lại làm tổng thống. Vậy ai? Ai là kẻ đã rây đoàn, chia rẽ đoàn kết dân tộc, cái chia rẽ cái lực lượng dân tộc, tạo điều kiện cho kẻ thù? Nói mà không biết suy nghĩ. Rồi chưa kể ha, đánh giặc ngoài xong, đánh đuổi Pháp xong, đánh đuổi thực dân xong, thì đế quốc Mỹ bay vào. Mà cái thời gian mà đế quốc Mỹ bay vào á, thì lúc đó thằng Hàn Quốc nó đang phát triển kinh tế rồi ha. Rồi lúc đó khi mà người ta phát triển kinh tế, phát triển đất nước á, thì đất nước mình á vẫn còn lo đánh cái thằng anh em ngu dốt Việt Nam Cộng Hòa ở trong nhà. Cái thằng ngu mà rước giặc ngoài vào. Thằng Hàn Quốc á, nó có để có hai điều kiện. Cái điều kiện thứ ba là tại vì dân nó chịu khó, chịu cực ha. Còn dân mình sao? Tôi không có quy chụp là dân mình như thế nào, nhưng mà phải nói một câu như vậy. Dân người ta phát triển kinh tế trong cái thời kỳ mà độc tài á, người ta còn chịu đựng nổi. Vậy mà Việt Nam á, mới có mười mấy, hai mươi năm mười mấy, hai mươi năm bao cấp thôi, đã la lên la xuống, đã mấy triệu người vượt biên đi nước ngoài. Bởi vì sao? Ông bà nói như này nè: bạn không ở bên tôi lúc tôi khó khăn nghèo hèn, thì đừng có đòi hỏi ở bên tôi khi mà lúc tôi giàu sang. Lúc mà đất nước khó khăn á, thay vì người ta quay về để phát triển đất nước, người ta ở lại để phát triển đất nước, để xây dựng đất nước, để góp phần làm cho đất nước giàu mạnh, thì các người bỏ đi theo cái tiếng gọi là gì ta, tiếng gọi của tự do, tiếng gọi của cái bờ bến gì đó, quần què gì đó. Xong rồi mấy người quay sang trách đất nước. Trách cái gì? Trách là trách cái gì? Nhìn cái tình trạng mà chảy máu chất xám đi. Trừ khi nào á, mà nhân tài ở Việt Nam này á, mà bị cắt đầu, cắt cổ, bị tử hình á, thì bỏ đi tôi không nói. Lương thấp hơn, chỉ vì cái đồng lương thôi, ra nước ngoài sống, ra nước ngoài cống hiến cho nước ngoài chứ không hề cống hiến cho Việt Nam. Tại sao không bao giờ nghĩ đến á? Hiện tại đất nước chưa phát triển, đất nước chưa có tiềm lực kinh tế, thì lo phát triển đất nước đi. Sau này đất nước giàu có, đến đợi coi lúc đó coi họ có trọng dụng mình hay không. Không chịu lo cho đất nước, lúc nào cũng có cái suy nghĩ là ở nước ngoài nó giàu hơn, nước ngoài nó trả lương nhiều hơn, nước ngoài trả lương cao hơn. Ủa, không chịu ở lại đất nước để phát triển đất nước, để cho đất nước giàu, thì là đất nước lấy đâu ra tài nguyên, lấy đâu ra kinh tế để mà trả lương mấy người. Thằng Nhật Bản đến tận bây giờ luôn, người dân nó vẫn phải làm 18, 16, 18 tiếng một ngày. Rồi biết sợ gì? Vì sao mà nước nó một người đi làm mà nuôi được mấy người không? Nuôi được cả gia đình đâu. Hả?
Tại vì một người phải làm việc phần việc của mấy người, cho nên họ mới hưởng lương của mấy người. Ở Việt Nam á, làm có 8 tiếng à, mà sáng thì đi trễ, chiều thì về sớm, mà tiền á thì đòi tiền cao, lương thì đòi lương cao, chơi trách xã hội. Rồi đến lúc á mà đất nước á muốn thay đổi đi đổi mới á, thì lại kêu á là bán đất bán nước giá hình, cái gì cũng nói được, không có gì là không nói được, ngộ á. Ủa, suy nghĩ được nhiều cái clip tâm cô thì suy nghĩ được nhiều cái giả tưởng, sao đi làm đạo diễn đi, tại sao phải đi làm neo hả? Đi làm đạo diễn á, đầu quân cho Hollywood á, để làm đạo diễn đóng phim đi, giàu lắm á, đừng đi làm neo. Suốt ngày có bấy nhiêu đó nói lại, xong lại nói thuế, hết nói về thuế nè, xong lại nói về an ninh quốc phòng, mà bán đất rồi bán cái gì. Mấy ngày nay điểm nóng ở ngoài Biển Đông nè, lại bắt đầu mấy con rụng cho tao nó lên kêu là bán đất bán đất. Nhớ cho kỹ nha, năm 1975 Việt Nam Cộng Hòa giao lại cho Cộng sản mấy tiền mấy đảo, có bốn đảo, bốn tiền đường thôi, mà đến hiện nay Việt Nam là sở hữu 38 tiền đường. Bán là lấy sao hả? Bán Trung Quốc là bán sao? Bán Trung Quốc là bán sao hả? Nếu mà bán cho Trung Quốc, tại sao năm 70 chiến tranh biên giới Việt Trung á, sao lúc đó không bán mẹ cho rồi luôn đi, còn bán làm chi nữa? Sao nói chuyện nóng khủng vậy? Sao không biết suy nghĩ sao ngu quá vậy? Nếu mà muốn bán cho Trung Quốc á, thì năm 79 bán đi rồi, chứ tắt gì phải đợi tới hiện tại bán, làm gì phải đợi đến ba mấy năm trời mới bán. Rồi nếu mà bán trong Trung Quốc á, thì tại sao á năm 88 lại có chiến dịch Tây Quay 88? Chiến dịch Tây Quay 88 đó giành được 21 đảo từ Trung Quốc, nâng số đảo của Việt Nam lên từ 4 đảo năm 75, lấy lại quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa.